lớn rồi từ đây rồi. Mày bố mẹ được đồng nào? Chưa khao bố mẹ được một cái gì cả. Đi làm 4 triệu hè dạy tiếng Anh cũng chưa khao được một đồng nào. Thế mà gái nó có gái một cái để bắt đầu là đi vào Helen Coffee cơ. Mày 50 nghìn một cốc Helen Coffee. Xong rồi còn bảo em ơi em ăn trên bánh ngọt không? Mày cái bệnh sĩ ấy chứ. Mẹ bóc phốt con trai đi chơi với người yêu, hút 67k like chỉ sau 3 giờ đăng tải, các cô gái được fan sáng mắt. Mạng xã hội từng có những màn rao bán con cái vô cùng thú vị và siêu đáng yêu của các ông bố bà mẹ. Mục đích là giúp cho con mình thoát ế dưới nhiều hình thức, nhưng mà cuối cùng người chiếm spotlight lại là vị phụ huynh ấy. Mới đây trên hàng loạt các diễn đàn xuất hiện đoạn clip rất ngắn, nhưng nội dung mà bà mẹ đề cập tới lại như một cú tát thẳng mặt vào các thanh niên bây giờ. Dù là bóc phốt con trai tơi tả, nhưng bà mẹ này vẫn được dân tình ủng hộ và không ngớt lời khen về độ dễ thương. Bà mẹ trong clip ngồi cạnh con trai, sắc mặt vui vẻ trêu đùa anh ta. Nuôi mày lớn bằng từng đây rồi, mày chưa cho bố mẹ được đồng nào. Chưa khao bố mẹ được một cái gì cả. Đi làm 4 triệu hè dạy tiếng Anh cũng chưa khao được đồng nào. Thế mà có gái vào một cái thì bắt đầu đi vào cấp phi cơ. 50.000 đồng một cốc coffee xong còn bảo em ơi em, thế em có ăn thêm bánh ngọt không? Cuối cùng vị phụ huynh này khẳng định một câu xanh rần: cái bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư, khiến anh con trai bên cạnh lấy chân khều tay mẹ mình. Người quay lại clip có lẽ là cô em gái còn chú thích thêm: anh mình sắp chết rồi đây. Cư dân mạng đồng loạt bình luận mẹ nói chả lệch chữ nào. Có lẽ đây là tình trạng của rất nhiều chàng trai đi chơi với bạn gái thì hào phóng, áo quần bóng bẩy, đẹp dai, tóc tai vuốt vuốt, nhưng mà về đến nhà vẫn như cậu bé trong lòng mẹ, chưa đỡ đần gì được cho gia đình về mặt kinh tế, mà có khi cơm cũng phải để mẹ bưng tận miệng. Thế nên con gái đừng yêu bằng mắt, đừng thấy bạn trai dịu dàng chiều chuộng mà nghĩ anh ấy sẽ là người chồng lý tưởng. Bởi chỉ khi về nhà ở bên người thân nhất, anh ta mới lộ hết bản chất thật mà thôi. Hoặc may mắn hơn, trong một trường hợp khác, tuổi anh ta còn khá trẻ, chưa kịp trưởng thành về mặt hành động, nên các cô gái có xác định đi đường dài thì từ từ uống nắng. Nhưng mà kết quả luôn là hên xui nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.